Xin chào, mình là Hà April. Hôm nay là chủ nhật và mình lại quay trở lại. Và tiêu đề hôm nay của video lần này mình cũng sẽ tiếp tục nói về anchor callif trong Excel. Nhưng nó lại khác biệt ở một chỗ. Đó là chúng ta sử dụng hàm anchor callif với định dạng table trong Excel thì nó sẽ như thế nào? Let's go! Đây là cái file Excel của dạng bình thường. Mình chưa có sử dụng tính năng table trong Excel. Nhưng bây giờ nếu mình sử dụng tính năng table trong Excel thì nó sẽ như thế nào? Ở đây là một dạng kiểu dạng bảng mình đã chọn kiểu table trong Excel, và khi mình thêm dữ liệu vào, đổ dữ liệu xuống với cái dạng table này thì công thức này của anchor callif này của mình tự động phát hiện lỗi. Nó sẽ nhảy đếm ký tự rất là lộn xộn và còn không còn được ký tự làm theo đếm số lần xuất hiện của một đối tượng trong cái vùng range của mình nữa, mà nó nhảy rất là lộn xộn vì công thức ở đây đã bị lỗi. Vậy cách khắc phục và sử dụng anchor callif trong table Excel sẽ như thế nào? Chúng ta hãy bắt đầu lại nhé. Right. Với những cái dữ liệu này mình sẽ bỏ tính năng table trong Excel đi. Cũng là cái đối tượng này, mình sẽ thêm đối tượng vào cho nó. Đây là các đối tượng mình đã có nè. Rồi, mình có vào đối tượng vào. Thì lúc này công thức mình sẽ xóa đi và mình chọn tính năng anchor callif. Và lúc này anchor callif này mình sẽ anchor callif table đi. Rồi, canh đều ra ha. Ok, thì chúng ta sẽ tiến hành tạo table cho cái bảng Excel này. Điều đầu tiên của mình là sẽ bỏ cái màu đi, tại vì ở đây mình không cần điều cái màu nữa. Và phông chữ đổi lại thành là màu đen. Rồi, mình sẽ quét chọn cái vùng dữ liệu của mình, data của mình để mình tạo table cho nó. Một là các bạn sử dụng tổ phím tắt, hai là các bạn vào thẻ Insert. Trong Insert các bạn chọn Table. Lúc này một cửa sổ hiện ra nó báo các bạn là Where is the data for your table? Là cái vùng dữ liệu nào là cái table của bạn thì nó chọn bình thường thôi, là cái vùng bạn đã quét rồi đó. Rồi các bạn có sử dụng cái table hay header không, bạn tích chọn vào. Ok. Đó. Thì lúc này bảng của bạn sẽ tự đổi sang cái dạng bảng table trong Excel. Và để tạo cái form khác trong table trong Excel thì các bạn có thể vào cái tab design. Trong cái design này các bạn sổ xuống tại cái phần table size để chọn nhiều kiểu mẫu bảng màu mà các bạn thích. Ở đây thì mình sẽ chọn cái màu này đi. Mình đổi sang màu này đi. Rồi, lúc này thì khi các bạn sử dụng cái tính năng anchor callif trong Excel vẫn sử dụng là hàm callif, nhưng nó sẽ khác một chút. Mình sẽ viết công thức như sau. Callif. Right. Cái vùng range này của các bạn ở anchor callif chính là cái ô đầu tiên, thì đây mình cũng chọn là ô đầu tiên luôn. Nhưng khi cái giá trị hiện trong công thức ra nó là A cộng và cái tên của cái header của cái cột đó, thì có nghĩa đây là dòng đầu tiên. Các bạn sử dụng phím F2 để viết công thức để bật tính năng chỉnh sửa công thức. Rồi, sau đó chúng ta dấu 2 chấm. Và lúc này chúng ta sẽ thêm một cái hàm nữa, nó là hàm index. Cái array của mình sẽ là, mình sẽ tiến hành làm sao? Array của mình chính là cái vùng data mà mình muốn đếm, tức là từ cái dòng C3 cho tới dòng C9 của mình sẽ quét chọn cái vùng này. Thì nó ra sẽ là cái tên header của cái cột data của mình muốn đếm giá trị trùng, mà nó không có chữ A cộng. Đó. Rồi, chúng ta sẽ phải round number, chúng ta chọn 1. Thì điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là nó sẽ giúp chúng ta lấy cái giá trị đầu tiên trong cái table của chúng ta. Right. Vậy chúng ta tiến hành quay trở lại với cái criteria là cái điều kiện. Thì điều kiện lúc này cũng chính là ô đầu tiên. Đó. Và như vậy chúng ta tiến hành hết công thức. Công thức của chúng ta đơn giản là như vậy. Enter. Xuất hiện. Nó sẽ sử dụng được những cái ứng dụng này, nó sẽ sử dụng được trong table trong Excel. Về công thức thì đơn giản như vậy thôi.
Để hiểu rõ hơn về cái hàm này thì các bạn có thể quay lại video đầu tiên của mình nói về hàm ankle cao hip. Còn video lần này cũng chỉ nói về ankle cao hip, nhưng nó được thiết kế khác để sử dụng trong table, trong Excel. Như vậy, video chia sẻ lần này của mình đến đây là hết. Chúc các bạn thành công. Don't forget to subscribe my channel. Thank you.